Hello mọi người, mình là MZ. Hai anh em gọi mình là Miss cũng được. Và trong video này chúng ta sẽ tiếp tục với Excel. Nếu mà anh em có coi cái video bí ẩn về hòn đảo bị quỷ ám ở trong Roblox á, thì cái game đó là game Excel á. Thì cái video trước là mình đã làm cái ending rời ra khỏi đảo bằng con thuyền. Game này nhiều ending lắm. Cái ending cái con thuyền đó là nằm trong cái top gọi là ending dễ của game. Thì hôm nay tôi sẽ đến với một cái ending nó được gọi là... Ending này gọi là ending gì Bình? Mở khóa cánh cổng để đi để về đi. Mở khóa cánh cổng để dịch chuyển vô đất liền hay là sao? Cái bô tò á. Bô tò hả? Ending bô tò. Bô tò là bơi không chuyện á. À bô tò. Vậy hả? Tiếng Anh cao đẳng. Đúng rồi. Rồi ok. Tạo phòng đi Cang. Còn cái cách để đi đến được cái ending cánh cổng này là phải làm sao ta? Tao không nhớ. Là mày nhớ cái máy phát điện không? Nhớ. Là mày đi tới máy phát điện, mày sẽ mở cái nguồn điện lên để cho cái tòa tháp. Tao không biết nữa. Cái tòa tháp tên gì? Tower hả? Cái ơi khoan, cái máy phát điện là cái chạm điện hả? Điện á, xong rồi cái đại hiên văn sẽ quên á. À rồi rồi. Rồi ok, qua chạm điện. Mày ứng chừng coi mất mấy ngày mới xong được cái ending đó? Chắc là chưa tới 2 ngày. Ngày rưỡi hả? Ngày rưỡi là 2 ngày. Không có dùng mình vô hang á, mình không sợ cái ngày thứ hai. Ôi vậy vô tư. Nhưng mà khi mà mày vô hang mà mày ra khỏi hang á, thì sẽ xuất hiện thêm một con ma nữa, là con trắng. Con ma đó là STS á. Đài Thiên Văn. Chơi ngu không? Chơi gì ngu? Bỏ. Kiếm xuống bắn mình. Cái quần gì cũng quy ra là tao chứ vậy. Radio Tower, đây. Để không nữa cái đó là phải tao hấp ga radio không? Đúng rồi, Radio Tower. Từ từ để tao đổi. Stay to là cái gì? Đây. Rồi, kìa. Radio Tower. Lên cái đài hiên văn cái đài bên trái á. Ừ, bên phải chứ. Ừ thì cái đài đó đó. Có cần mở cái Radio Tower không? Không. Giờ tìm cái mã code ở đâu nè. Kiểm tra cái máy tính rồi. Mày nhắn vào trống á. Mày nhắn vô để chuyển cảnh. À. Nằm ở trang thứ 6. 1, 9, 10, 20, 25, 32, 35, 38. Nhớ cái video trước rồi. Khang á, vụ mà bấm cái nó nhảy lầu rồi. Tao tưởng bơm hẹn giờ thiệt mày. Tao còn quấy cái quả bơm ở video trước đấy. Vui mà. Ồ, nhập code cho đã xong cái code sai bét mày. Không có nghe code đúng á. Lúc nó nổ cái rương mở chắc luôn. Anh nghi là vậy. Vậy là xuyên suốt cái hành trình là mình chui rút ở trong hang luôn hả? Vậy đó, để tao bắn pháo sáng. Coi tao săn đốt rừng. Bắn cái nó sáng. Nó nhà của mình. Nó sáng nguyên hang kìa. Ôi chói luôn mày ơi. Đốt quê hương của Bình. Nhớ được không Bình? Nhớ. Nói chung là trong đây là còn trong đây có hai cái bộ đàm để chưa để gọi chiếc máy bay đúng không? Cái đó để dành cho các em đến sau đây hả? Một cái hang động gì đây để cổng kìa Bình, lũi vô. Thôi ơi. Tao nói trước là vô khu quân sự đi theo tao nè. Nếu mà không muốn âm bơm cấm tử thì đi theo tao. Như bơm là nó giăng dây mà nhiều bơm lắm. Tại vì hôm gì tao nhớ tao để ý là nó có cái văn cái dây á, mà cái dây đó khó nhìn lắm. Này để tao háo chứ. Ủa tao mấy lên đi xuống vậy? Tao không biết nữa. Đúng, ơi khoan, đợi anh Khang. Rồi đi nè. Đùa nè. Bình tĩnh nè. Rồi. Cứ từ từ. Ở trên đúng không? Trên, nhắn liên tục luôn. Ba thằng nhấn luôn á mà nó vậy á. Lên. Rồi. Ơi. Từ. Dòm mày ơi, dòm. Khu này, đừng. Đó, rồi giật bơm nữa. Ơi, từ, cái này. Tụi mày nhìn cái dây á Cang. Ở đây nó có căng một cái sợi dây màu đen á. Mà nó nhỏ xíu à, khó nhìn lắm. Như cây kim vậy. Rồi, nó bắn zombie đó rồi mình. Nó còn sống đâu mà bắn. Ủa chết hay nào hay vậy? Không biết tự động lăn ra chết luôn á. Đừng có bơm ta. Không. Để tao hát tao ngắt nguồn điện á. Rồi tụi mày đứng đợi đi. Rồi xong rồi đó. Nhưng tao ngắt hết nguồn điện rồi đó.
Đâu, để cho an toàn, để cứ để tao đi đi trước chưa? Khéo thôi. Ờ à, ok, không sao chứ. Gì vậy? Ủa tự nhiên nhặt lên, từ từ nhặt lên, nhặt lên. Ừ, phải cái nào, có thanh niên nào, có thanh niên có súng không? Có. Từ từ. Bắn nó, trời ơi. Từ từ đang. Rồi, còn mấy viên ta? Nãy tao bắn 3 viên, còn có 3 viên thôi đó. Từ từ từ, còn có 2 súng đằng kia đó, đợi tao lấy 2 súng cho tụi mày. Quân Khang đâu rồi? Ủa? Rồi. Còn ta thấy đồ Khang ngoài này quá trời nè, mà không thấy cây đâu hết. Rồi, vụ này căng quá ta. Nãy tao nghe Khang nó la làng lên xong cái Khang nó mất tiêu luôn à. Mày nghe tao nói không? Nghe. Nãy mày làm gì mày la lớn gì Khang, mày la xong cái tao thấy mày mất tiêu luôn á. Tự nhiên nó dậm chân tại chỗ rồi mày cũng dậm chân tại chỗ cái tao đứng luôn. Rồi văng game. Thôi, đi luôn đi. Dọn luôn hả? Cửa này kìa. Ừ. Vậy mày mở đi, mình mở, tao mở nó giờ mở không được. Không được, vậy là phải đi kiếm mới được, kiếm đồ mở quá. Trong người Khang có súng không? Không. Rồi. Ba bắn liền, ba viên thôi đó. Ôi gặp thằng SWAT mày. Rồi bắn lại vậy. Nó viên. Nó nạp viên rồi. Không xin nhờ. Đu. Trời ơi, có cái gì làm vũ khí không trời? Hết vũ khí rồi đó. À cũng hết luôn rồi. Ôi thằng SWAT. Bây giờ. À hình như SWAT nó hết được. Ơi nó vẫn còn được. Giờ là mình vẽ nó đi, giờ mình phải kiểm tra mấy cái này cái. Fish it. Ủa tại sao trong đây có đồ câu cá? Ôi mày dùng cái cây súng đó mày bắn thằng đó được không? Cái súng này là súng móc câu để chạy. Chết rồi, giờ sao? Giờ vậy rồi sao làm ăn? Súng hết đạn rồi. Được rồi. Canh nó lượt tới cái mình đu dây liền luôn rồi. Ê đậu hổ rồi. Ủa sao đâu thấy mẹ ở đây? Đừng đu. Đậu hổ đó. Ê thôi không đậu hổ. Đu. Đi luôn. Trái. Rồi về. Yeah. Đi đường bên đây quá. Ngon có súng nữa. Súng gì vậy? Tâm bát. Không sao, nó không có đây. Đi tiếp. Nó đi rùa lắm. Mày hắt cái đó đi để tao coi mà nó tới lâu rồi. Ờ Minh. Mình cầm súng hủ đó Minh. Đây, combat. You feel do see you girl. Mấy giờ ta? Từ. Vô rồi. Ngon cái kính này ngon rồi Minh. Ờ, cái kính này nhìn được máu của nó luôn hả? Ôi, chuẩn bị ngủ rồi đó. 10 giờ rồi. Rồi ngủ rồi đó. Sao cái khúc này là sao bệnh? Nó nhắn đồ nghe ảo thanh đó. Thấy không? Ờ. Nghe rõ chưa? Số 0 nè. Số 4 nè. Số 8. Giờ tôi nhắn thử bên đây để coi nó nghe tiếng gì. Đỏ, xanh dương, xanh lá. Vậy là xanh lá. Từ. Xanh lá, xanh dương, xanh lá là 8484 á. Ôi sao nó sai mày? What? Vậy là tao tính sai hả? Khó ta. A cộng B cộng C bằng code. Nào nè Minh, lên đây coi bản nè Minh. Chắc là cộng luôn á. A cộng B cộng C bằng code, vậy là... Ờ đúng rồi. À đúng rồi. Mình mở cái giữa rồi. Ủa mở cái giữa thôi hả? Ừ. Thôi tao còn thủ cây sạch gân. Mày SWAT đâu rồi? SWAT nó mất tích rồi mày. Ê cái dừng cái súng. Mày cầm súng mày nã đi Minh. Từ, đâu? Cái đó đó hả? Đó kia, ở cái ổ súng đó, nã nó. Nhấp được không? Không được. Rồi rồi để tao coi trước cho nó có nã thôi. Chừng nã thiệt đó. Không quên tôi tao rút cùng điện rồi mà ta. Trời ơi, hết hồn. Mày giữ đi, tao đang cầm cái cây combat shotgun. Nguy hiểm không?
Ừ, nguy hiểm thiệt, bẫy đúng nhiều luôn á. Ồ, cái khúc này nữa hả? Không không xong, khúc này vô bậc hơn. Nè, trong phòng thí nghiệm này nè, nếu mà mày vô đây mà mày không ending, mà mày ra khỏi khỏi khu này mà ngủ á, là mày sẽ gặp cái con màu trắng kinh dị lắm. Ờ, nó như vậy, có hồng ma nó ám trong đây vậy. Ui trời, bự vậy mày, té lên. Ôi, tao bắn nó hai nhát rồi đó. Rồi tao đảo rồi. Ôi cái có gì kìa, có gì kìa, có gì á? Đùa đùa đùa, từ 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 từ. Rồi hết hồn. Không, không, nó hù à. Hết hồn trời. Còn mấy viên ta? 6/8. Ngon. Đó, hai cổng không? Cái ending này liên quan đến cái cổng bự này hả? Ừ. Mày biết cách khởi động không mình? Trời, sao tao nhìn rối vậy? Đó. À, cái code ban đầu của mình đó hả? Cái gì mà 19 10 hả? Đúng rồi. Ơi, chuẩn bị đi ngủ. Nolan Daily Art Cô đài cái gì đây? Sai hả? Sao sai ta? Rồi lăn ngủ rồi. Rồi ngày thứ 3. Cái code sai hả? Không, làm gì sai được. Ôi cái tiếng nó đúng rè luôn á. Nô linh luôn. Ơi được kìa. Được rồi. Ủa sao được vậy mày? Ừ, để cận cảnh cái cổng rồi. Vậy là cái ending của mình là cái cổng này đúng không? Đúng rồi. Bây giờ mình cái việc đi vô thôi hả? Đợi, đợi, để nó xong đó. Ồ. Ồ, tao bỡ ngỡ quá nhờ. Giờ mình chỉ việc đi vô rồi là mình xong cái ending cái cổng đó, hả? Đúng rồi. Wow. Đang lót không? Ai teleport fail mày. Thì nói chung đây là cái ending cánh cổng của Isel. Thì khi mà khởi động cái cánh cổng này lên á, việc của mình là đi qua và nó sẽ tele mình về lại cái lobby. Nhưng mà vì một số lý do, mấy cái cáp á, nó đang rất là buồn cười, cho nên là mình vẫn còn ở đây. Và mình là Miss. Nếu mọi người hay nhớ để cho mình like, một đăng ký kênh, là mình sẽ hẹn gặp lại mọi người vào những video sau.